Lòng lợn thiên canh chim quay quái chim. Xin kính chào quý bạn và các vị. Hiện nay mình đang có một cái hộp màu da cam. Đây là chiếc chiếc Mi 4C và hôm nay mình sẽ mở hộp. Sản phẩm này được đưa về Hà Nội sớm nhất nhờ cửa hàng Best Mobile. Để anh em quan tâm về giá bán của chiếc máy này có thể truy cập website bestmobile.vn để xem giá bán chi tiết. Mi 4C thì đây là phiên bản 2GB, còn bản 3GB thì chưa có. Bây giờ mình sẽ khui zin nó ra. Vì không có dao nên mà mình phải dùng chìa khóa. Người ta gọi là không có chó thì phải bắt mèo. Đấy, vào đây. Lắc sóc sóc lắc. Rồi, đây là chiếc Mi 4C của chúng ta. Đợt này về đầu tiên cũng là bản màu trắng các bạn ạ. Xem trong hộp nào. Chúng ta sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng này. Đây có cả que chọc sim luôn. Máy này thiết kế nguyên khối. Mọi người sẽ có cáp kết nối micro USB. Cuối cùng là chúng ta sẽ có một cục sạc. Đây là cục sạc nhanh hỗ trợ công nghệ Quick Charge 2.0 đến từ Qualcomm. Bây giờ đây là toàn bộ phụ kiện có trong hộp. Mọi người sẽ không có tai nghe, không còn gì hết. Quay trở lại với chiếc Mi 4C này thì cảm giác của nó thiết kế là giống với Mi 4i. Khi mà cầm vào là rất là thoải mái. Mặt lưng của nó làm từ chất liệu nhựa polycarbonate, thế nên rất là thân thiện với da tay, dễ chịu, dễ cầm. Nhưng mà mặt lưng màu trắng này thì cái loại polycarbonate này của Xiaomi ấy, thì mình cầm dùng nhiều phát hiện ra nó sẽ dễ bị trầy xước hơn. Nếu để trên mặt bàn nhiều và màu trắng đương nhiên nó sẽ bị bẩn. Mọi người sẽ có camera chính của nó này, đèn flash LED 2 tông màu. Mặt lưng bên dưới sẽ có logo của Mi và chúng ta sẽ có giải loa ngoài. Ở bên cạnh phải sẽ là cụm phím nguồn và cụm phím tăng giảm âm lượng. Các cái phím này thì được mạ nhựa bóng lên. Sau khi đó ở bên trái mọi người sẽ có khay đựng sim của sản phẩm smartphone chúng ta đang sở hữu ở đây. Bên dưới chúng ta sẽ có cổng sạc, đây là cổng USB Type-C. Như vậy là cuối cùng Xiaomi đưa lên cái cổng chuẩn mới này đầu tiên trên thiết bị của mình. Nhưng may mắn thay, khác với OnePlus 2, cổng chuẩn sạc này của Xiaomi có hỗ trợ sạc nhanh. Ở bên trên chúng ta sẽ có mắt hồng ngoại điều khiển từ xa và mọi người sẽ có jack cắm tai nghe của nó là 3.5mm. Chiếc Mi 4C cảm giác cầm tuyệt vời và rất là thích. Chiếc Mi 4C này có màn hình hiển thị cực kỳ tốt luôn. Khi mà mình trải nghiệm, màn hình rất là trong vắt và cảm ứng của nó rất là mượt mà, không để lại bám lại các mồ hôi và dấu vân tay. Và màn hình này có góc nhìn tuyệt vời, sử dụng công nghệ tấm nền IPS. Có một điều các bạn phải lưu ý, Mi 4C là một chiếc máy cực kỳ bá. Hiện nay về màn hình có 3 nhà sản xuất cho nó, chúng ta có Sharp, có LG và một nhà sản xuất gì đấy quên bốn mất rồi. Sau khi đấy với cảm biến camera sau này 13 megapixel sẽ có phiên bản cảm biến của Samsung và phiên bản sử dụng cảm biến của Sony. Tức nghĩa là nếu mua Mi 4C chúng ta sẽ có ít nhất là 5 mẫu điện thoại khác nhau. Tuy nhiên thì rất khó để phân biệt được, vì thế nên hôm sau có lẽ biết đâu mình sẽ mượn máy nhiều hơn để trải nghiệm xem như thế nào. Về cái sản phẩm này thì điều bá đạo nữa là nó chạy vi xử lý Snapdragon 808. Đây là một con chip rất là mạnh mà xuất hiện trên LG G4. Và đây cũng là hình như sản phẩm thứ hai trên thị trường bán ở Việt Nam có cái vi xử lý này. Quên, con này là sách tay nhé, không phải là bán ra thị trường Việt Nam. Hôm sau mình sẽ có bài đánh giá chi tiết hơn về hiệu năng. Cái ối rồi, toàn 42 với 39 hội cựu chiến binh đi làm review à? Thì đây là nó có tính năng double tap, gõ lên bên hông máy hay là gõ nhẹ gì đấy để chụp ảnh và là phím back, nhưng mà mình không sử dụng được. Không biết nguyên nhân tại sao, do phần mềm hay không, nhưng mà ảnh đẹp quá. Camera 5 megapixel đẹp vồn, chất lượng vãi. Và đây là bài mở hộp và chia sẻ nhanh các bạn về chiếc Mi 4C. Về thiết kế, màn hình hay phần mềm thì đều tốt, nhưng về camera và hiệu năng mình sẽ có bài đánh giá chi tiết hơn các bạn. Và cả pin nữa, pin của nó hiện nay là 3000 mAh. Các bạn có thể biết đừng quên like, share với bạn bè, truy cập website bestmobile.vn để xem giá bán chi tiết của chiếc điện thoại này. Hiện nay Best Mobile đã đưa về Hà Nội sớm nhất cái chiếc Mi 4C với một thiết kế đẹp và mức giá như nào thì các bạn có thể xem tham khảo tại website. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.